Vậy là bạn muốn xây một căn nhà sao? Đã bao giờ bạn nghĩ đến việc làm nhà từ một con tàu đắm chưa? Bởi vì người khác đã làm như thế rồi đấy. Và không, không phải thuyền trưởng Jack Sparrow đâu. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng có cả một thị trấn được xây dựng dựa trên những thứ này. Đó có lẽ là nơi kỳ lạ nhất trên trái đất, nhưng ngoài kia vẫn còn những địa điểm lạ kỳ như thế này lắm đấy. Có một khu vực bí ẩn nằm giữa biển Caspi, cách thành phố Baku, Azerbaijan khoảng 97 km. Ngư dân địa phương đã đặt cho nó một cái tên khá đáng sợ, đó là đá đen, dựa vào một loại chất tối màu đã được tìm thấy trên những tảng đá tại đây. Vào những năm 1940, một nhóm địa chất đã đi xem xét khu vực này và sớm biết rằng chất đen đó là dầu. Ở thềm viền của khu vực này có rất nhiều dầu, và vì lẽ đó nên nó đã nhận được rất nhiều những sự chú ý. Ý tưởng khai thác dầu từ đáy biển đã xuất hiện từ lâu trước khi đá đen được khám phá. Nó đã được một nhà địa chất người Ba Lan, Witold Zglanicki, nghiên cứu. Xin lỗi nhé, tiếng Ba Lan của tôi cũng không tốt lắm. Ông đã nghiên cứu các mỏ dầu của Azerbaijan. Zglanicki đã lên kế hoạch xây dựng một giàn khoan dầu đặc biệt trên biển, sau đó vận chuyển dầu vào đất liền trên một cái xà lan đặc biệt. Ý tưởng của ông đã được thực hiện vào thời điểm nguồn dầu trên đất liền đang bắt đầu cạn kiệt. Độ sâu của biển tại đá đen chỉ là 20m, nên người ta đã xây dựng giàn khoan Zglanicki ở đó. Nó đã trở thành giàn khoan đầu tiên trên thế giới ngoài khơi, nhưng các công nhân dầu mỏ đã không có đủ không gian để làm việc và không có nơi để sống. Vì vậy, một giải pháp lạ thường đã được nghĩ tới. Họ tạo ra một khu định cư trên mặt nước. Đầu tiên, họ mang một con tàu cũ đến đá đen để làm nơi ở cho các công nhân dầu mỏ. Chiếc giếng đầu tiên trên đá đen được khánh thành trong vòng 1 năm, sau đó nơi này được gọi là đá dầu. Nửa năm sau đã có 7 tàu ở đó. Trên thực tế, các kỹ sư đã quyết định tạo ra cả một đảo tàu chìm nhân tạo. Các con tàu đã cố tình tự mình làm ngập rồi kết nối lẫn nhau bằng những cây cầu kim loại. Điều đó tạo ra một nền tảng của một công cuộc định cư thật trên biển. Khi hoạt động khai thác dầu tăng mạnh, thị trấn cũng trở nên lớn hơn. Theo thời gian, đá dầu phát triển thành một thành phố với các tòa nhà cao tầng, trung tâm y tế, phòng ăn, nhà máy và xưởng. Sau đó, các đảo nhân tạo được nối với một cây cầu đặc biệt nằm trên mặt nước. Tổng cộng, khu định cư tăng lên thành khoảng 17 hectare và các cơ sở hạ tầng giúp đưa dầu về đất liền đã được thiết lập thành công. Do đó, các công nhân dầu mỏ đã có một nơi để làm việc và sinh sống. Nhưng còn những cơn bão thì sao? Dù đã làm việc rất vất vả, thì thị trấn vẫn chỉ là một khối các khoang kim loại nằm lơ lửng trên sóng. Mặc dù khu vực Caspi tương đối yên ả, nhưng thiên nhiên vẫn có thể đưa tới những thách thức bất ngờ. Trận thiên tai đầu tiên xảy ra vào năm 1953, khi một khối băng khổng lồ trôi về phía nam, nó lớn đến mức có thể dễ dàng cuốn trôi toàn bộ nơi này. Cư dân của các đảo kim loại đã cố gắng vật lộn với băng hết sức có thể, bao gồm cả việc thả bột than lên để làm băng tan chảy, nhưng không có gì hiệu quả. Và sau 2 tuần, người dân đã để thua đám băng nọ. Các cư dân được sơ tán, còn các giếng dầu thì ngừng hoạt động cho đến khi mối đe dọa kết thúc. Ngày nay, đá dầu không có một lượng dân số cố định. Vẫn có khoảng 2.000 người đến đó để làm việc, nhưng không ai ở lại quá một tuần. Ngoại lệ chỉ diễn ra khi trời giông bão, dẫn đến việc quay về đất liền trở nên bất khả thi. Và đá dầu vẫn là một trong những thị trấn kỳ lạ nhất trên hành tinh của chúng ta. Nhưng có những thành phố khác cũng kỳ lạ không kém. Ví dụ như thị trấn Aogashima của Nhật Bản. Thị trấn này nằm trên hòn đảo được hình thành từ sự phun trào của ít nhất 4 ngọn núi lửa dưới nước. Và trên thực tế, khu định cư cũng đang nằm trên một ngọn núi lửa rất lớn vẫn còn hoạt động. Thật ngạc nhiên làm sao khi chuyện này lại không hề khiến người dân sợ hãi. Vẫn có khoảng 300 người đang sống tại đây. Nếu bạn mệt mỏi với cuộc sống hối hả tại phố thị thì hãy đến với thị trấn Monowi, Nebraska. Đây là khu tự quản duy nhất của nước Mỹ chỉ có một cư dân. Trong vòng vài thập kỷ, đây là một thị trấn nhỏ bình thường như bao thị trấn khác. Nhưng dần dà những cư dân trẻ tuổi bắt đầu rời nơi này đi để kiếm những công việc tốt hơn. Cho đến một lúc, chỉ còn một người ở đó. Cư dân duy nhất tại Monowi ở thời điểm hiện tại được gọi là Elsie Eiler. Bà vừa là thị trưởng, vừa là nhân viên bán hàng và là người quản lý quán rượu. Bà cũng trông coi một thư viện chứa 5.000 quyển sách của chồng mình. Thật ra, bà ấy không thực sự đơn độc. Thị trấn là một nơi khá nổi tiếng, nên bạn bè của bà từ các thị trấn lân cận cũng như khách du lịch vẫn luôn ghé thăm Monowi. Thậm chí đã có một vài chương trình truyền hình nói về khu vực này và cả Elsie nữa. Ở phía tây nam Trung Quốc, có một nơi gọi là Vương quốc Người Tí Hon. Đây là ngôi làng của người tí hon duy nhất trên thế giới. Những người sống ở đó không được phép cao hơn 1,3 mét. Hơn 100 cư dân từ khắp Trung Quốc sống trong làng có độ tuổi từ 19 đến 48. Người dân nói rằng họ cảm thấy thoải mái hơn khi sống giữa những người có tầm vóc nhỏ bé giống họ. Du lịch đã giúp các cư dân tại đây có thu nhập
Vì vậy, ngôi làng cũng có cơ sở hạ tầng riêng, bao gồm một đồn cảnh sát và một trạm chữa cháy. Ordos là một điểm đến độc đáo khác ở Trung Quốc. Đây từng là thành phố hoàng lớn nhất trên thế giới. Nó cực kỳ lớn. Ordos được thiết kế cho hơn 1 triệu công dân, nhưng trong một khoảng thời gian dài, không có nhiều người có thể trang trải nổi cuộc sống ở đây. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tình hình đã thay đổi theo hướng tích cực hơn và Ordos hiện đang là nơi sinh sống của rất nhiều cư dân. Có một thị trấn sở hữu những tòa nhà giống như tháp mọc lên từ sa mạc. Vì thế, nơi này có vẻ khá là siêu thực. Shibam của Yemen đã được mệnh danh là Manhattan giữa sa mạc. Bắt đầu từ thế kỷ thứ 16, Shibam là thành phố đầu tiên trên thế giới, chỉ cao lên chứ không rộng ra. Công trình thẳng đứng này đã bảo vệ công dân tại đây khỏi lũ lụt, còn các bức tường kiên cố của Shibam cho phép họ nhìn thấy nguy hiểm từ xa. Ở Úc, người dân tại Cooper Paddy thường không thấy mặt trời trong nhiều ngày vì họ rủ nhau đi trốn cái nóng sa mạc như thiêu đốt và bão cát trong những hang động sâu trong sườn đồi. Điều gì khiến họ có thể sống tại một nơi có khí hậu khắc nghiệt như vậy nhỉ? À chà, họ muốn trở nên giàu có. Ở vùng hẻo lánh này có rất nhiều đá opal, nên có lẽ mọi khó khăn cũng không thể sánh nổi với việc tìm thấy những viên đá quý lấp lánh trị giá hàng ngàn đô la đâu. Thành phố thử nghiệm ở trung tâm Arizona này là một trong những khu định cư sinh thái độc nhất trên trái đất. Nhà phát triển của khu vực này, kiến trúc sư người Ý Paolo Soleri đã mơ về việc xây dựng một thành phố hài hòa với tự nhiên. Người dân cố gắng bảo vệ môi trường bằng cách tự nuôi trồng thực phẩm và trang bị nhà cửa với các tấm pin mặt trời. Thật không may, dự án đô thị này vẫn chưa hoàn thành, nhưng những tòa nhà dang dở vẫn thường xuyên thu hút đến hàng ngàn khách du lịch tới đây. Arcosanti không có dân số cố định. Số lượng cư dân tăng và giảm trong khoảng 50 đến 150 người. Nhiều sinh viên và tình nguyện viên đến nơi hoang vắng này trong vài tháng để đóng góp cho kỳ quan kiến trúc ấy. Chào mừng đến với thủ đô sấm sét của thế giới. Cư dân của ngôi làng nằm tại hồ Maracaibo, Venezuela đã phải trải qua hàng loạt những cơn bão trong 140 đến 160 đêm một năm. Trên thực tế, người dân ngôi làng ấy có thể chứng kiến hàng ngàn vụ sét đánh trong một đêm, trung bình là 28 lần mỗi phút. Nhiều nhà khoa học vẫn luôn thắc mắc về nguyên nhân của cơn bão bất diệt này. Hầu hết đều đồng ý rằng đó là kết quả của các trận gió đến từ những ngọn núi gần đó. Và tại ngôi làng hẻo lánh Kalachi ở Kazakhstan, mọi người có thể ngủ trong vòng nhiều ngày. Những người trải qua hiện tượng kỳ lạ này nói rằng bộ não của họ cứ thế mà tắt đi. Sau những giấc ngủ không thể giải thích được, họ cảm thấy mất phương hướng và không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra. Không ai biết nguyên nhân là gì, nhưng một số nhà khoa học tin rằng hiện tượng này liên quan đến mỏ Urani bị bỏ hoang gần đó. Khí radon từ mỏ có thể thấm qua mặt đất, gây ra hiện tượng thiếu oxy và bất tỉnh. Tôi nghĩ đã đến lúc họ chuyển đi rồi. Này, nếu bạn đã học được điều gì mới hôm nay thì hãy cho video này một like và chia sẻ cho bạn bè mình ngay nào. Và đây là một vài video hay ho khác dành cho bạn. Hãy chọn video bên trái hoặc phải, nhấn vào đó và thưởng thức. Luôn đồng hành cùng Soi Sáng nhé!